Những cuốn sách này tôi viết ra là gần 50 cuốn, các loại giáo trình huấn luyện, các chuyên ngành khác nhau, tức là các phương pháp mới. Thì trong đây tất cả các cuốn sách này tôi sẽ dành cho an ninh quốc phòng trước, và tôi sẽ tách ra những cái không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, tôi sẽ công bố để cho các bạn huấn luyện. Nghiên cứu biên soạn thiếu tá Hà Xuân Hoàng. Hiện nay hầu như tất cả giảng dạy về chó nghiệp vụ chúng ta đang dựa vào học thuyết của Bác Lốp. Bác Lốp là nhà sinh lý học bậc nhất thế giới về nghiên cứu phản xạ có điều kiện. Ông là người nghiên cứu về chủ nghĩa duy vật, hoạt động thần kinh cấp cao. Ông là người Nga, ông sinh năm 1849, mất năm 1936, đạt giải Nobel năm 1904. Nguyện vọng của ông đến lúc chết ông cũng chưa thực hiện được, muốn được giảng dạy ở các trường đại học ngoài lãnh thổ Nga về nghiên cứu của ông. Hầu như trong tất cả các giáo trình nghiệp vụ tôi được học đều không ghi nói là học theo học thuyết Bác Lốp, nhưng cũng không có một từ nào để học viên cũng không hiểu được là ông sinh ra đâu và ông mất năm nào, giải Nobel năm nào. Cái này ta lên bổ sung. Và tiếp theo, trong đó nó sẽ có rất cái nhiều trình tự về huấn luyện, có rất nhiều, tôi nghiên cứu sâu, nó có rất nhiều, nhưng áp dụng tôi chỉ đưa ra những cái yếu tố rất quan trọng để học viên dễ hiểu, ngắn gọn chứ không dài dòng. Trong đấy nó có đủ hết, và cả các phương pháp huấn luyện. Và cái tiếp theo là về cái ngưỡng kích thích từ trước đến nay, ngưỡng kích thích trong huấn luyện, tất cả hầu như trong giáo trình huấn luyện chó nghiệp vụ được hiểu là những kích thích cơ học tác động lên chó có hai kiểu tác động, là tác động trực tiếp và tác động gián tiếp lên cơ thể chó. Ví dụ tác động gián tiếp là qua dây cương, trực tiếp là tay, tác động lực vào cổ rề gián tiếp và dùng hai tay ấn điểm lưng vào vai trực tiếp. Tuy nhiên các ngưỡng kích thích trong phương pháp huấn luyện này còn một lực tác động nữa là xoa dịu mà ít được nhắc đến, như vỗ về vào các điểm như ngực, đầu, mình, vân vân. Ngoài ra trong nghiên cứu mới, nếu sử dụng phương pháp kết hợp bao gồm thức ăn dẫn dụ cơ học thì các tác động cơ học như động tác ngồi, nằm bò ở chó không cần ấn vào điểm lưng và vai nữa, mà ta chỉ cần tác động vào mõm chó khác hoàn toàn các bạn nhé. Đó, theo những cái nghiên cứu mới, khi sử dụng phương pháp huấn luyện cơ học quá ngưỡng sẽ gây đau đớn cho chó, và nó có rất nhiều, tôi nói ở trong sách tôi nghiên cứu rất sâu trong cái việc ý. Cái tiếp theo, kể cả đối với cả ngưỡng kích thích từ trước đến nay thì cứ nói là ngưỡng kích thích thì chỉ có là hai ngưỡng kích thích, tức là một là cơ học, chủ yếu là ấn đè mạnh đã, hoặc là âm thanh to quá, nhưng nó còn rất nhiều ngưỡng kích thích hình ảnh đã. Nhiệt, tôi đưa ra 8 điểm các ngưỡng kích thích khác nhau trong sách đã, mà chưa nghiên cứu hết, mà vẫn chưa đủ đã. Mà không phải động tác ngồi tôi không chỉ cần kích thích cơ học, mà nó sẽ phụ thuộc vào 7 yếu tố nữa, tôi vẫn làm được động tác ngồi. 7 yếu tố nữa mà Bác Lốp nói, Bác Lốp sẽ điều khiển một xã hội nếu dùng kích thích đúng, chứ không phải chỉ là đối với một con chó mà không được đặt tên gọi là con chó của Bác Lốp.